Qua thanh tra tại một số nhà sách trên địa bàn tỉnh, đoàn thanh tra của Sở Y tế Khánh Hòa đã phát hiện ra nhiều sai phạm. Tại Cam Ranh, đoàn phát hiện nhà sách Nhã Trang có 3 đầu sách với 11 cuốn có nội dung vi phạm. Qua đối chiếu với danh mục 56 sách hướng dẫn lựa chọn giới tính khi sinh bị cấm lưu hành, xuất bản của Bộ Y tế đưa ra và thực tế kiểm tra các nhà sách cho thấy, chỉ có một số ít đầu sách có mang tên cụ thể về việc sinh con theo ý muốn, còn phần lớn tên của các đầu sách chỉ nói đến vấn đề mang thai và sinh con. Nhưng trong nội dung lại chứa một số chương hoặc phần hướng dẫn rất nhiều biện pháp lựa chọn giới tính thai nhi. Còn tại Nha Trang, đoàn phát hiện 2 trên 6 nhà sách có lưu hành loại sách này. Cụ thể là nhà sách Thống Nhất và Vĩnh Phước có 4 đầu sách với 6 cuốn có nội dung hướng dẫn cách lựa chọn giới tính thai nhi. Chủ yếu là họ do các cái công ty xuất bản ký gửi với số lượng không nhiều, 2-4 cuốn. Riêng ở Nha Trang thì sáng nay đi 2 cơ sở thì có chúng ta phát hiện 2 cơ sở cũng có lưu hành các cái loại sách có nội dung như trên. Đáng chú ý là dù bị đoàn kiểm tra phát hiện sai phạm, tuy nhiên một số nhà sách vẫn có thái độ bất hợp tác. Bây giờ không gửi thông báo cũng được, chúng chưa đặt vấn đề, nhưng bây giờ đoàn bây giờ tôi nói luôn lại như này, chứ anh nghĩ đoàn kiểm tra đến làm việc ở công ty đúng không, là phải đúng theo cái quyết định của đúng đó phải đủ kiểm tra. Bây giờ mình không đủ đúng không, mình không đủ thì là tư cách không đủ thì mình không đủ là không cần kiểm tra. Theo nhân viên các nhà sách này, họ vẫn bán những loại sách cấm lưu hành là do không hiểu quy định hoặc không nắm được thông tin cấm bán sách về hướng dẫn lựa chọn giới tính thai nhi. Trong khi đó, pháp lệnh dân số và một số quy định của pháp luật đã nghiêm cấm các hình thức tuyên truyền và thực hiện việc lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức từ năm 2003. Những cái sách ngoài luồng, ví dụ như cái sách mà về cái này thì thật sự ra hồi giờ mình chưa có nhận được một cái văn bản nào hết. Cho nên mình lưu bu trong công việc, cho nên mình cũng không thường xuyên xem đài, xem báo chí thì mình có, nhưng mà xem đài truyền hình rồi thì mình cũng không thường xuyên thêm. Cho nên mình cũng không nắm bắt được kịp thời. Hồi lâu thì em thấy có nghĩa là có cái cuốn là nghiêm cấm á, những cái cuốn người ta đang tới, người ta lựa, ý là những cái người đoàn kiểm tra lên lựa nói là không có cho bán mấy cái sinh con theo ý muốn. Mà nó đề là sinh con theo muốn, còn thì tụi em cũng không lấy sách đó nữa. Cẩm nang chăm sóc bà mẹ thì nó có những cái cuốn chỉ định là không được lấy thì tụi em không lấy nữa. Còn những sau này có những cái cuốn nhựa như trong nó có chen vô một tí xíu thì nhiều lúc nhập vô tụi em cũng không ý là cũng không có quan sát hết đó. Thì nó cũng ghi là mang thai, chăm sóc mang thai, bà mẹ mang thai thôi. Chứ em đâu có nhập đến những cái cuốn mà chăm sóc sinh con theo em muốn nữa đâu. Theo thống kê của Bộ Y tế, từ năm 2009 đến nay, tình trạng mất cân bằng giới tính ở nước ta liên tục tăng cao. Năm 2012 là 112 trẻ em nam trên 100 trẻ em nữ. Để hạn chế tình trạng mất cân bằng giới tính, thời gian tới, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục phối hợp với Thanh tra Sở Y tế tăng cường kiểm tra nhằm thu hồi hết các đầu sách lựa chọn giới tính khi sinh cấm lưu hành tại các nhà sách.